Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm gỏi su hào. Bây giờ ta bắt đầu. Trước tiên ta bật bếp lên. Ta bỏ miếng thịt. Ta đã rửa sạch sẽ rồi, ta luộc. Mình bỏ vào đây một chút muối. Một chút bột ngọt. Bây giờ ta bắt đầu đi gọt su hào và cà rốt. Mình mua su hào các bạn và các cháu mua cái cọng này. Nó nhỏ nhỏ vậy nè, là nó non nè. Đó, nhỏ nhỏ mà nó non. Ta bắt đầu gọt su hào. Bây giờ thịt của mình đã chín rồi, ta bắt đầu tắt bếp. Ta vớt thịt ra, ta để cho nó nguội. Bây giờ ta bắt đầu đi bào su hào và cà rốt. Bây giờ mình bỏ vào đây 2 muỗng đường. Và ít muối. Ta bắt đầu bóp su hào. Bây giờ mình bắt đầu đi rửa su hào. Bây giờ cái su hào này ta rửa sạch sẽ, ta phát khô rồi. Bây giờ ta bỏ tủ lạnh 10 phút. Ta bỏ ngăn đông 10 phút. Mình bỏ ngăn đông 10 phút nha các bạn và các cháu. Bây giờ ta bắt đầu đi làm nước mắm.
Bây giờ ta bắt đầu đi băm tỏi ớt. Bây giờ ta băm tỏi xong rồi, ta bắt đầu đi làm nước mắm. Bây giờ mình bỏ vào đây 2 thìa đường. Thìa nước mắm, 2 thìa nước cốt chanh, 1 ít bột ngọt. Bây giờ mình đi thái rau, rau thơm. Thơm này mình có thể là mua húng dũi, rau răm, rồi rau thơm, nhưng mà mình thì mình thích rau răm cho nên mình mua rau răm. Và mình thái thịt luôn. Bây giờ ta bắt đầu đi trộn gỏi. Đây là cái dĩa su hào mình bỏ trong tủ lạnh. Mình bỏ ngăn đông 5 phút rồi bỏ xuống ngăn mát để cho nó giòn các bạn và các cháu ạ. Mình thì mình thích ăn bào nhuyễn ngoài này, còn các bạn và các cháu thích ăn thái sợi to to thì mình thái sợi to. Ta bắt đầu đổ thịt luộc vào. Ta đổ rau thơm vào. Và ta đổ nước mắm vào. Bắt đầu đổ nước mắm vào. Cái này mình nên trộn khô khô chứ mình không nên trộn ướt quá các bạn ạ. Các bạn muốn thái sợi to cũng được, mà các bạn muốn bào sợi nhỏ như vậy cũng được. Mình thì mình thích xào bào sợi nhỏ như vậy nè, ăn nó thấm hơn. Bây giờ ta trộn mè vào. Mình cho 1 ít mè giã các bạn ạ. Các bạn đặt cháu ít mè giã là cho nó thơm. Còn mè mà các bạn để nguyên hộp thì nó không có thơm. Bây giờ ta bắt đầu múc gỏi ra dĩa. Bây giờ ta còn ít mè, ta trang trí, ta rắc lên trên như vậy nó đẹp. Các bạn ơi, các cháu ơi, mè thì mình rang khoảng nửa lạng thôi.
nửa 50 gram ấy. Và ta cho lên đây một ít ngò để cho nó đẹp. Vậy là ta đã có một dĩa gỏi su hào rất là ngon. Bây giờ ta ăn thử. Các bạn và các cháu ơi, gỏi su hào ngọt ngọt chua chua cay cay rất là ngon, mà món này rất là rẻ tiền. Mình mua hết đâu có mười mấy ngàn nè, mười mấy ngàn tiền su hào với cà rốt, còn miếng thịt 15 ngàn, khoảng 40 ngàn thôi, khoảng 40 ngàn thôi một dĩa rất là ngon. Các bạn làm để cúng thanh minh rồi đãi bạn bè cũng được. Hôm nay mình cũng chưa nhớ đến ngày thanh minh nữa, tại vì mình công giáo. Thế là hồi sáng nghe bà kia bảo là đi mua gà cúng thanh minh, thế là mình vội vàng đi mình mua về. Đó, đây là một dĩa gỏi su hào rất là ngon. Nếu các bạn và các cháu muốn ăn sắp sợi bự bự á, thì các bạn sắp bằng dao. Còn mình thì mình thích ăn nó bào mịn mịn như vậy nè, nó thấm, cho nên mình bào bằng cái đồ bào. Nếu các bạn và các cháu muốn ăn tôm á, thì các bạn mua tôm về các bạn luộc, mình xếp bằng vòng dĩa để cho nó đẹp nè, mình đãi khách hay là mình cúng cho nó đẹp. Còn mình làm đơn giản, mình làm như vậy thôi. Đó, mình muốn ăn tôm luộc thì mình luộc tôm, mình bóc, mình rán chung quanh này rất là đẹp. Như vậy là ta đã hoàn thành. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công.